con nghiên cứu tại đây có lời văn minh hết thảy quý cụ với ông bà nghe, và đặc biệt quý chúng tôi thấy Chúa và quý không gian của mình kéo thật vui. Khoảng 7-8 năm rồi mục sư Nguyễn Cao Hân là nguyên quản nhiệm của Hội Thánh Sao Bóc Lô, hiện nay là Hội Thánh Ngọc So, hôm nay đã nhận lời mời của chúng tôi đến đây về hầu vị Chúa và giảng dạy, và cũng có cơ hội để nhìn lại đoạn đường 20 năm mà cố mục sư Nguyễn Lĩnh là thân sinh của mục sư Nguyễn Cao Hân đã xây dựng mở mang Hội Thánh tại đây. Xin mời mục sư đứng lên và chúng ta có lời văn. Chúa tôi cũng thay mặt Hội Thánh có lời ban ơn một chút cho ông. Anh nhìn Hội Thánh là nhiều quá. Và một số các con nghe Chúa thì mời khi đúng là chúng ta được thầy. Chúng tôi thay mặt vào Hội Thánh đọc sau có lời ban ơn thăm vào một sư Phan Quang Vinh cùng với các con nghe Chúa ở Thánh Úc Linh. Chúng tôi thật vui, thật quan nghênh mục sư Nguyễn Khắc Cứu quản nhiệm Hội Thánh Sion là một Hội Thánh mới trong giáo hạt. Chúng ta xin mời sư. Và cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay quý ông bà chị em đã đến đây thờ phượng Chúa. Tôi quan nghênh bà Tâm, gia đình cô Hảo, cô Mỹ Hạnh cùng bạn của cô Mỹ Hạnh. Có ai là dạ, ông bà thư ký Hội Thánh là ông Phan Nam đại diện. Em xin mời chị Tuấn. Dạ, thưa giới thiệu với con nghe Chúa, đây là hai mẹ con là một người rất là xa từ Việt Nam, Hà Nội qua đây. Chúng ta có chương trình Chúa cho đến đây để dự cho chúng ta hôm nay. Còn hai là người đi mới đến đây không ạ? Tất cả chúng ta là quen, thân quen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị và cầu xin ban ơn Đức Chúa Trời để tiếp tục ban phước trên Hội Thánh của Chúa cũng như thân thể quý vị với ông bà chị em. Sau đây xin mời quý vị cùng đứng lên, quay qua bên trái, bên phải, bắt tay chào hỏi, sau đó xin chương trình đại ca.